Okay, so let's look at my school part one. We use vocabulary review first. This one. Yeah, my school part one. I do okay on my demo. No, not yet. Hai cứ hiểu, cũng chưa học được. Mình cứ hai cái này và cái này làm được. Alright, so we have story, three story building. Story. Do you remember? Yes. Yes, good. Tầng nhà. Alright. So một cái tòa nhà màu trắng ba tầng. A white three story building. Surrounded by. Surrounded by. Bao quanh bởi một cái gì đó. Yes. And let's see. Uniform, okay, uniform, yes. Sao các bạn nói lớn lớn luôn là cái gì khi mình nghe lại. Thầy nói từ tiếng Anh mà nói từ tiếng Việt nên nhớ luôn khi xem video có thể nghe lại được. All right, the school badge. School badge. Phù hiệu, yes, okay, school badge. Motto. Motto, yeah, khẩu hiệu. Motto. Willing. It means that we must be willing to work to get our reward. So willing, sẵn lòng, nhiệt tình. Yeah, okay, yep. Say, okay, now let's look at part two. Favoritism. Favoritism. The team play, yes. Alright. Favoritism. Right. Bully. Bắt nạt, chọc ghẹo. Yeah. Okay. Bully. Harmony. Hiểu hòa thuận, hiểu hòa hợp, hiểu hòa đồng. Yes, harmony. Okay, let's see what else we have here. Okay, the fond memory. Fond, F-O-N-D, fond. Memories là ký ức, ký nhớ, kỷ niệm. Nhưng mà chữ fond. Thích thú or đẹp, mình có thể dùng như là đẹp, vui vẻ. Nếu mà nó dùng những ký ức thì cứ đẹp, ký ức ngọt ngào cũng dùng như thế này. Yes, so that's the vocabulary we have in this reading. Alright, now look at the next page. We go into the new vocabulary for our lesson today. We have the word compulsory or obligatory. This means bắt buộc. Mà bạn không thể từ chối được bỏ vào đây nữa. Bắt buộc. So, mình có cái ví dụ. The military service is no longer compulsory in many countries. Cái nghĩa vụ quân sự không còn bắt buộc ở một số quốc gia. Ở Việt Nam mình là còn bắt buộc đúng không? Nhưng một số quốc gia không còn bắt buộc mà tự nguyện. So the military service is no more. Hai cái chữ no longer với chữ no more thì nghĩa là không còn nữa. No longer, no more. And we have another example here. Maths is a compulsory subject in most of schools. Môn toán là một môn bắt buộc trong các hầu hết các trường học. Yes, so maths is a compulsory subject in most of schools. So compulsory.
So, you just move them up to compulsory. Compulsory. Yes. And boarding school. A school where you learn and live at the same time. So in Vietnamese? General. They wouldn't send their children to a boarding school where they couldn't control them. They wouldn't send their children to a boarding school where they couldn't control them. Đây muốn nói đến bố mẹ, không có thích điều con mà đến học các cái trường chú, bởi vì sao? Không có kiểm soát được con. Yes, alright. So that's because you're boarding school. To check attendance. To check where the students are present in the classroom. Yep, yeah, that's right. Our biology teacher never checks attendance, so I rarely go to the classroom. Giáo viên sinh, giáo viên sinh thì không bao giờ mà điểm danh cả, cho nên tôi ít có khi nào mà đi học cái lớp của bạn đó. Yes. Ở đây thì ý cái môi trường muốn nói là cái môi trường thì môi trường của nước ngoài, cái Việt Nam mình không thể không điểm danh cũng phải đi học, tại vì thấy mặt cũng có là gọi đi học. Thì ở nước ngoài thì các bạn thấy thoải mái, không đi đến lớp cô giáo điểm danh, cô giáo không quan tâm mình sao tốt là được. Yeah. Okay. Ở nước ngoài thì thông thường nó yêu cầu là ví dụ như bạn đi học á, là bạn phải có mặt 80% tổng số buổi học. Còn lại 20% khi chẳng hạn như là cái gì vậy? Số điểm gì chẳng hạn, vậy là muốn qua được cái môn này nè, yêu cầu như vậy. Thì 20% kia là coi như không thể đi uống trà. Ok, so mà tính ngày tính tỷ lệ phần trăm xong rồi đi học nhưng mà ở lớp là chán quá. Okay. So, ở nước ngoài có cái màn như vậy. Đó, các bạn đi học là xem coi cái cô này dạy hay đi học thường xuyên không tính, nhưng cô này dạy chán quá, hiếm phần trăm để coi chia ra nghĩ bao nhiêu buổi của cái lớp đó. Alright, curriculum. À, cái này thì khi mà các bạn là học sinh thì ít có những biết đến cái này, nhưng mà cái teacher biết gì, tại vì teacher sẽ phải dạy theo cái chương trình, cái curriculum. So yes, that's right. Giáo án chương trình giảng dạy, chương trình học cho học sinh. The group of subjects that you have to learn in a particular school. The Ministry of Education is planning to add new subjects to the curriculum of primary schools. Cái cụm từ đầu tiên mà mình có cái đó là gì? Bộ giáo dục, that's right. The Ministry of Education for you thì đang có kế hoạch mà sẽ add new subjects, thêm những môn học mới vào trong cái chương trình của tiểu học. Yes, that's right. Primary school. Tiểu học. Alright, so we have four words here. Number one, compulsory. Yes. Two, boarding school. Yes, boarding school. Three, to check attendance. Number four, curriculum. Yes, curriculum. Now, let's look at vocabulary number two. Okay, we have the first word is absent or present. Yeah, present. So, absence means you are not attending a class. So, you are absent from that class. Nếu các bạn không đi học buổi đó thì mình là absent. Và thông thường cái thế từ mình dùng ở đây là từ from. Yes, from. And to present là mình đi. Mình có đi học. So, present or absent here. Yeah.
she has been absent from school for 10 days now because of the serious illness. Cô ta đã nghỉ học 10 ngày đến bây giờ. Tại vì sao? Bệnh khác thì bệnh khác này. Serious illness. To misbehave, to behave badly. Sao nhỉ? Nói như thế này. Behave là cư xử, cách cư hành xử. Còn bây giờ misbehave. Cư xử không tốt, vậy thôi xoài. Cái cử chỉ, cách cư xử không tốt. Cử chỉ, cư xử không tốt. So, đó là cái động từ khi mà lấy ai nó giống như một cái bé nó không ngoan. Và nếu một người lớn mà misbehave tức là không có lịch sự, không có được đúng đắn trong cái cách giao tiếp, mà nó là misbehave động từ. Nếu mà thấy trên này khi mình dùng chữ cái câu đầu tiên ở phần vừa nói thì absent of the present là tính tật. Và những chữ present là tính tật, nhưng mà phát âm present luôn là món quà. Cũng là danh từ là món quà. Nhưng mà khi phát âm là present mà mình tính tật thì là hiện diện, hiện hữu. Rồi khi mà at present thì là hiện thời, hiện tại, yes, I mean, anyway. Còn khi bạn đọc là present, lúc đó là một verb, có nghĩa là trình bày hay là giới thiệu. Và đó thì ví dụ bạn làm cái bài thuyết trình này, mà cái present nó là thuyết trình gì. So, cái present nó có nghĩa như là quên, không có thể giúp cho các bạn. So, khi mình có thể dùng một cái từ tiếng Anh để nói nhiều tình huống. Now, let's look at to cheat. Cheat. To behave in a dishonest way to achieve what you want. For example, to look at your classmate, that's doing it that. Yeah. Khi mà cheat thì đó là lừa gạt, lừa gạt, lừa gạt. Ví dụ như là gian lận thông tin ở đây. Trong quá trình đi học thì sao? Cứ ngồi nhìn bài kiểm tra, các bạn mình cứ nhìn qua, không chê qua. Nó gọi nó cũng gọi là cheat. Yeah. Ở ngoài đời thì là lừa gạt, lừa phỉnh, and gì đó. Nhưng mà trong học tập thì nó nói là gian lận, cũng là những bậc là. Okay, so có một example. School, English schools are strict with students who cheat during exams. Những cái trường học mà của anh thì rất là nghiêm khắc với những cái học sinh mà gian lận trong thi cử. They are usually expelled from school. Những cái học sinh mà gian lận thì thường là bị đuổi học. So expelled. The vocabulary này nó dùng trong cái school, mình có thể dùng để nói chuyện, nói chuyện mà nói về cái school, subject, rồi cái gì đó. Alright, so let's say we have absent, present. Yeah, absent, present. Absent. Yeah, and then misbehave. Yeah, and then to cheat, wrong. Cheat. Yeah, nếu mà cheat, nếu mà không dùng tiếng Anh nữa, gọi là cheat, long, cheat, yes. Okay, so that we have vocabulary number two. Now look at number three. First, we have to catch somebody doing something. To catch somebody doing something. Đây là cái cụm từ như thế này. Hoàn toàn nó luôn bắt gặp hay là nhìn thấy ai đó làm một việc gì. To see or discover, phát hiện, nhìn thấy that someone is doing something bad or dishonest, phát hiện, nhìn thấy ai đó làm một cái gì đó không có trung thực, làm sai trái trong cuộc đời. Bắt quả tàng, bắt quả tàng phải làm cái gì thì cấu trúc là nó dùng chữ
từ cat tức tới một cái object, sau đó tới một cái động từ in, rồi mới tới cái điều gì đó mình nói. Mình có example, he was caught smoking. Câu hỏi the school. À, một câu nhắc học sinh đã bị bắt gặp qua tới hạn thuốc thuốc ở phía sau trường. So the teachers called for his parents. Và bố đã giáo viên đã gọi cho phụ huynh. Cùng thứ hai mình có là school leaving exam. Mình nhớ mình nói sơ sơ rồi đúng không? Yes. School leaving exam. An exam that you check at the end of the of your education in a particular school. Đây là kỳ thi mình gọi là kỳ thi tốt nghiệp. Mà thường là ở các trường phổ thông mà. Ví dụ như tốt nghiệp cấp 1, bây giờ có thể tốt nghiệp cấp 1, đó lớp 5 thi một lần đó, ví dụ. Ở cấp 2 thi một lần nữa. Hết cấp 3 thì thi một cái lần. Yes. Và bây giờ thì cái xu hướng của mình là sau hết cấp 3 thi là dùng cái điểm đó để xét tuyển đại học luôn, đúng không? Yes. So, it's warm and sunny, but we all have to sit at home and study for our school leaving exam. Bài thi thì rất là ấm áp và có nắng nữa, nhưng mà chúng tôi tất cả đều phải ngồi ở nhà để học bài cho cái kỳ thi tốt nghiệp. Sao bạn thấy tiếng Việt mà nó có mấy chữ như trong tiếng Anh hơi dài, nó diễn tả hết sự kiện đó, cuộc của đó. Ok, chữ tiếp theo, we have to cut school a class. Cúc học. Đây là cái từ vựng cúc học. To be absent at school without a good excuse. Nghỉ học bằng có lý do chính đáng, gọi là cúc học. Cái good excuse là lý do mà chính đáng. Excuse là mình đưa ra một cái lý do gì đó để biện hộ cho cái việc mình làm sai, cái việc mình đi trễ, và mình nghỉ học. Thì đây nói rất là nghỉ học mà không có lý do chính là good excuse, without a good excuse. Nghĩ làm sao? Yeah. Vậy thì could be absent at work. Nghỉ học, nghỉ làm thì at work. Nghỉ học thì at school. Sau đó là cắt lên chữ. Anh nghĩ vì không có lý do cho nên là sếp sắp sửa gặp anh ấy. Ví dụ, you were absent at work without a good excuse. So our boss will see you soon. Sếp mình sẽ gặp anh sớm đấy. Cho anh lên đường hay gì đó không biết đấy. Rồi, thì mình từ những cái câu như vậy mình sẽ nó vào luôn. Các bạn còn nhớ một cái từ hôm trước mình nói về cúc học không? Cũng phải có bữa ăn. Yes, đang được rồi. Sao nó để nó bị cái đầu xuống? Nó có cái cây để kết nối cái đó nhưng mà mình đinh tới đinh lui và sợ nó lúc lắc. Cái này thì bố trước giờ quên nên bị cái này lúc nó tạnh tay cây lên luôn. Tức là nó có một cái cây để mình nâng cao kia lên nhưng mà camera nó nằm ở cái hệ thống đó nên là lúc cái lấy cây nó thì nó thấp thấp rồi mới sinh. Rồi bạn còn nhớ cái chữ cúc học kia không nhỉ? Nó bắt đầu với chữ phải. Nghe cái đó. Là cái bài nói gì em trai cúc học gì đó. Yeah. Cái đó là Tuyền nói nữa đó. Tuyền cũng có dùng cái chữ đó. Đó rồi. Đó rồi. Đá chị nghe đi em. Chị Nga cũng nên nhớ, mà Tuyền cũng nên nhớ về chuyện có về em trai. Còn chị Nga là không. Chữ absent là mình có cái từ chữ absent from school là vắng mặt ở trường học. Còn này là cúc học, tức là bỏ học đang tới giờ này. Không, không phải em không có cúc học, tại là cái gì the gì đó. Đúng rồi. Ok. So mình có cái chữ là play truant. Nó là nghĩa với cut class. Cúc học. Lâu quá là đủ dùng, nó đâu nhớ. Ok, yes. So, thật ra khi mình học tiếng Anh đó, các bạn ví dụ như mình có một cái bốn kiến thức rồi, các bạn nếu mọi người ôn tập để review với đề tập của mình thường xuyên, bạn xem những cái video bằng tiếng Anh. Mình hiểu được chút chút, nhưng bạn vô tình bạn ôn lại được cái từ cũ của mình rất là nhiều.
nhớ mình nghe và như thế là cái từ của mình luôn. Thậm chí nếu bạn có thể practice bằng cách là bạn xem cái video xong bạn tự kể lại tự xem bằng cái khả năng phán đoán nội dung mình hiểu được thì là cái nội dung video xem nó giúp mình ôn tập, bởi vì mình không có cơ hội nói tiếng Anh nhiều thường xuyên, mình không có cơ hội như vậy thì chúng ta làm động tác là xem video. Rất nhiều video bằng tiếng Anh, ví dụ như bạn những cái game show in English that's it, để mình giới thiệu cho các bạn á, thì các bạn phải xem được. Hôm trước mình có giới thiệu cho lớp mình cái này chưa nhỉ? Ok, mình có một số cái game show nước ngoài rất là hay mà các bạn có thể xem được. Ví dụ như là của cô Helen, Ellen, cái họ cô lạ lắm, Ellen the Capital đó. Nhưng mà nó có là cái Ellen Show. Wow, fantastic. Nói đến làm rất là có đời communication. Và từ mới, nếu bạn xem thì từ mới hơi nhiều cho nên hơi khó hiểu. Tuy nhiên nó cũng là ok để mình là một trong cái channel mình xem. And then bạn xuất cái subscribe lại đi, không có mất mát gì cả, nên cái surprise đã, mà được surprise nhưng mình có video để mình xem. Có cái gì mới là báo, và video của cô này, tại vì cổ làm cái dạng video để cổ bán CD, những cái talk show của cổ là bán CD cho mình xem, cho bạn, còn mình sẽ được vài phút, một hai phút lúc thôi. Thì là nói ví dụ bạn cứ nghe một chuyện, mình dừng lại, mình xem lại. Or một cái khác, đó là cái này. Đây là cái chương trình này là cái nó là cái chương trình bản quyền, nó có một cái phần gọi là bản quyền của cái chương trình mà chung sức trên TV tiếng Việt mình đó. Rồi cái game show chung sức là từ trang trạng này đó. So, rất là nhiều cái video hoặc là ví dụ như một số video mà nói về đề thường, ví dụ nó ảnh ra một cái chuyên đề đó nè, ai làm về cái này thì tự nhiên gia đình họ làm một cái video cho anh chọn ra phát lên cái ra rồi, ví dụ ai mà video là được chọn nhiều nhất hay được xem nhất thì là được, ví dụ đó, có những cái tự nhiên đang tắm chuẩn bị xem cái bánh kem trùm lên đầu cho mấy ngày phân được xe hay là ngày sinh nhật gì đó thì nó ngã xuống nhau quay à, còn thôi là có những cái game show mà nó hơi bắt trạng là chỗ là mọi người đang xem bóng đá là lên được tắt cái đèn phút hấp dẫn nhé tắt thì người đánh nhau rồi cãi lộn nhiều thành ra đó là còn cốt nên là làm đấy đã quay video thế rất là real. Nên những cái mà nói chuyện á, những người bạn nghe bíp 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 liên tục, đó là đời sống đời của họ dùng những chiếc chữ là không, cho nên bíp 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 liên tục như này. Đây là có những cái mà buồn cười lắm, tức là cái ngày Halloween của mấy bé thì được kẹo đúng không? Bố mẹ là lén hết ăn kẹo của nó, thành ra là nói với nó là ăn hết rồi giấu kẹo đi rồi, kẹo cho nó khóc. Cái đó là những video mà bạn hay có share trên Facebook đó, thì chính là của cái chương trình. Anh Jimmy Kimmel là sao bạn mua là xem ví dụ một video vài phút có video 7-8 phút đó cho mình xem để mình có real English rồi đó là cái và những cái này mà nó gọi là những cái phỏng vấn trực tiếp luôn để mình xem bạn thấy ghi tên nó lại rồi về nhà là mới còn tìm nó cũng ra là easy cái bài BBC News này đây nó vừa là tin tức mà vừa là có những giống như cái như một tài sự cái gì có đúng có cái nhà thì có cái rất là bình thường mà nghe được hiểu được dạ có những cái ví dụ như là bạn xem nó có liên quan đến gia đình rồi nó nói về trẻ con cái tin thời sự của mình á phóng sự như cái phóng sự yes that was good to practice tại vì sao tự nhiên có những cái mà chúng ta học ở đây nó xuất hiện cái từ chúng ta xem còn ôn lại còn nếu như để reading ở đây mình xem video để listen luôn và hiểu cái từ còn nếu reading bạn có thể học từ short ESL story sẽ ra rất là nhiều cái trang web mà bạn lựa chọn những cái story để đọc ôn lại. Thậm chí đây nó có chia luôn cái level của mình, cái anh chàng này. Đó là câu chuyện rất là dễ hiểu. Nó có phần listening cho mình luôn. Ví dụ mình chọn một rồi. Shortly I tell story. Mình chọn cái keyword rồi.
Alright, ví dụ như mình chọn câu chuyện đầu tiên thì Sarah went shopping. Ở dưới này là bạn đặt không bạn. Đấy. Ôm được very short story. Mà quảng cáo là vì là free cho nên là quảng cáo everywhere. Yes. Sarah Smith, her son and a resident. Resident là cái cư dân, cái người mà sống ở cái vùng này. Sarah Smith, a Pasadena resident, went shopping. She is 30 and has lived at 3037 North Foothill Street since. What did you say? Okay. So, nó có từ ở đây bạn mà hô tập sao mà mở được nghe. And then also, you can do the exercise. Đây thì bài tập tập hiểu, đây thì bài tập về từ vựng. Nó crossword đây là điện từ. Và những cái crossword, những từ xuất hiện trong bài. So a lot of things to do. Answer yes, no question. Bạn cũng có thể answer cho lê question. Ask question. Open question, những cái này bài tập của nó. Dictation, tức là bạn nghe để bạn tiếp cái từ mà nó nói gì mà. For example, gì. Những cái phần này nó viết lên cái mình lên trên là phần điện thoại tới được chưa? Khó hả? Ừ. Máy tính thì ok, nhưng mà điện thoại nó nhỏ nhỏ quá cho nên là miếng này nó không mua được. Tại vì cái phần này nó chưa có gọi là mobile friendly thật sự. Cái phần này này, cái phần này là phần này là phải đọc trên web. Bạn nghe và ghi lại. Sarah got into her car and drove to Bargain. So Sarah got into her car and drove to market. À, tức là cái câu nó xuất hiện trong cái bài này. À, để coi cô ta Sarah went to market. Market, nhưng mà market là cái market. Sau cuối cùng một đoạn kia. Okay. Sarah got into her car and drove to Bargain. Thế là câu này mình nghe rất không còn gì. Các bạn đọc xong mà nghe và thấy phải ghi lại. Tất nhiên cách luyện tập mà mình có thể nhớ được từ. Thấy câu chuyện rất là dễ hiểu đúng không? Rất là đời thường luôn. Rồi. Từ rất là dễ, nhưng mà đọc ra không biết gì. Đọc trước rồi mình mới nghe. Tại nếu bạn chưa biết từ, mình thấy cái từ nó nhiều quá, mình chưa có nhớ được hết thì ta đọc trước cho nó dùng. Ví dụ đây mình có cái chữ có sẵn rồi. Vậy thì dự nhiên cái chữ department store biết rồi. Cửa hàng tạp hóa. Mile away. Cái cách dùng mile away là cái gì? Cách đó một dạng để áp cho một khoảng cách. And then a four slice toaster. Toaster là cái máy là bánh mì á. Bạn bỏ vô nhưng mà nó có cái bốn cái miếng vào. Để bạn làm hai cái sandwich kẹp được một lúc bung cái là được hai cái và nếu nó có hai với bốn đó, tức là bốn cái những bụi cái dày cỡ này bốn cái đá bánh mì cho nó vô một lúc sau đó nó gọi là cái toaster là cái máy nướng bánh mì tiếng Việt mà nó máy nướng bánh này mì tức là nó này ổ nó máy nướng mà nó cái này là sandwich và sandwich để nướng ok tới đây là cái từ cụm từ four slides, thông thường nếu mình nói four slides thì four slices. Ôm là ngữ pháp thì mình học cái này luôn. Nhưng vì đây nó là một cái tính từ bổ nghĩa cho cái từ toaster nên lần này nó không có hệ số nhiều nữa. Và nhớ như cụm từ thì một cậu bé 5 tuổi. Thông thường nó he is 5 years old. Hả? Boy. Nhưng mà nếu mà nó chữ boy vào thì cái years không lẽ. Hả? Ok, now let's see. Với tương tự thì cũng là nó sẽ cũng là. He is this boy is 5 years old. Chữ này là mình có này. Mình để mình phải có cái chữ đó để hiện. Nhưng mà khi mình nói he is như một cụm nhân từ 5 years old boy. Chỗ này no more s nữa. Không dùng s nữa. Bởi vì nó trở thành một cụm tính từ bổ nghĩa chữ boy. Không dùng s đó là cái hình thức nó như là tập khi ta nói chuyện như là tập khi viết rồi cái câu mà nó mô tả là một cái gì đó. Rồi sẽ không dùng chữ số gì đó. Một nhà ba
Yes, that's right. That's the other one. Ngôi nhà ba tầng đó cũng không phải giống với cái này luôn. Nếu bạn nói this house is three stories. Cái tòa nhà này ba tầng. Nếu các bạn phải có chữ S và như là bạn nói this is một cái tòa nhà ba tầng. Khi số nhiều nó biết lại giống như chữ story kia vậy đó. Ở bình thường. Tức là chữ story mà câu chuyện nó giống bạch số nhiều mà. Nhưng mà cái cách sờ nó khác để hiểu rồi. Thì số biết nó biết khác là story. Nhưng mà đọc lại giống như ray. Tức là nó biết giống như ray. E-Y. À, so three story good. Thì cái này là khi mình học lâu thật trước đây rồi giờ không nhớ nổi nên thông qua những cái này mình đọc rồi á ok mình đọc để thầy được thì cô nói như vậy. Ok right. So look back at our vocabulary here. We have so we have how do you say? Attendance. Yeah, attendance is tham dự. To take attendance. And curriculum. Yes, curriculum. Good. Number two, we have absent or present. Absent or present. Right. And then two, misbehave. Misbehave. Yes. And then to cheat. Alright, number three, we have to catch somebody doing something. Alright, nó dùng cái bị động, mấy cái ví dụ bị động là he was caught và quá khứ đời. Anh ta đã bị bắt, cút ở phía sau rồi. Next, we have schools leaving town. Yeah. To cut class or to cut school. Right, don't have. Cut class là bỏ một cái buổi cái lớp đó thôi, cái học cái lớp này một gì đó thôi. Cut school có nghĩa là nghỉ luôn, không thèm đến trường. Xong nguyên một cái buổi học như vậy. Alright, so now chúng ta đi đến một cái phần khác và bạn sẽ làm việc với nhau để nói về thông tin về trường học của mình xem. Thì những cái từ chúng ta học vừa rồi có thể áp dụng vào. Ví dụ như là những cái phần mà school and teachers were alive when the school didn't be done. Bạn thấy áp dụng vào. Let's see, this guy hôm nay có một mình, this guy qua bên này đi. This guy qua bên này luôn, nói chung với Thanh với Miss Quyền và Miss Nga sẽ làm việc với bạn Nga Quyền. Sẽ lấy được những cái thông tin. Có những câu hỏi gợi ý ở trang tiếp theo thì các bạn sẽ thảo luận với nhau xem. Thì tí xíu một người mà một người sẽ nói về cái người kia, ví dụ đây là bạn của tôi, cô ấy là đi học cái trường nào, dùng quá khứ đơn để nói nhé. Cho nên khi các bạn thảo luận với nhau nhé, lưu lại những thông tin của bạn thôi. Những câu hỏi gợi ý ví dụ như là where did you go to school, when did you go to school, rồi how how is the school? Or how was the school? Nếu bây giờ làm cái tên từ khác rồi, kiểu như thế nào? How is, how was? Or how is the teachers?
How are the teachers? How was the teachers? Right. Vậy thì khi nói đến teacher, chúng ta có thể review vào những cái personality, những tính cách của giáo viên. Rồi các bạn, bắt đầu làm việc đó, mình sẽ hỏi với nhau trong vòng 3 đến 5 phút để đưa ra những thông tin. Sau đó chúng ta sẽ practice talking. Ba người sau làm đi thì cứ vào 1, 2, 3. 1 hỏi 2, 2 hỏi 3, 3 hỏi được là 1. Đấy. I went or I go? I went. In the past? Yes, where did you go to school? Bây giờ đâu đi học nữa. So I went. Thôi hai mình em thành em bảo nó go hai mình nghĩ vui. Yeah, big school or small school, okay. Anh của mình đó, theo mình nó là nhỏ hay là lớn. Yeah. Ví dụ như là cỡ ngành sinh viên mình cho là biết, những ngành học sinh mình cho là biết. Nhưng mà ngành đó của mình vẫn còn nhỏ, vì có cái chuyện mấy lần như ngày hôm rồi. So no problem. It's a small school. Physics.
H-Y-S-I-C-S physics. H-Y-S-I No problem. We can say in general, if teachers are strict or friendly, sometimes they are, ví dụ nó thêm nhiều, tên là, ví dụ hai cái tính tình. Ví dụ in the, mình giải thích tên, in the class, the teachers are very strict, but in real life, they are very friendly. Or they were, nếu mà nó vào thời quá khứ thời của mình, mình phân biệt ở đây mình đặt câu hỏi gợi ý rồi, không có nhất thiết bạn phải bám. Exactly, that's right. Giống là như là trực tiếp. Hành lý dựa theo nó và bạn đặt câu hỏi lên nó. Yes. Yes. High school. It is called. It's called Lake Guido. Yes. Because. Interesting. Yeah, interesting. Okay, so another, the teachers are interesting when they teach. Yes, they teach. And is
knowledge. In fact, impact. What do you mean by impact? Import. 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 Yes. I-N-P-A-R-T. No? Yes, then have an import. Pot. Yeah. Third way back. Yeah. Knowledge to us. Yeah, knowledge. Yes. Không học mà chỉ truyền đạt. Tại ra mình có thể chữ khác để convey. Truyền bá, chuyển tả, truyền đạt. Convey. Done. I went to school. I went to
It's a school with all the teachers. Okay, now there I have the example for you. So you can use that to commit the talk about your friend. For example, you say, this is mine. She went to, Linh Phúc High School, for example, when she was 12. You know, talk about it. It is in Phú Tân District Ward. It is located in Phú Tân Ward. It's a big school with 20 classrooms and 1,000 students. And then from there, we say more about the school, the teachers, và thông qua các câu hỏi đấy. Thank you.
Okay, so ready? No, not ready. Okay, ready? Yes. Yes, all right, so we can talk how to go. Who first? Okay. Course. Yes.
she went to in Johnson R High School. Yes. She went, when she was in the 15 years old. When she was 15 years old. Yes. Is it a long located in Johnson District. In Johnson District. Yes. It will be this school went over in 700 students. Students, okay. With over 700 students, okay, good. There are in 30 classrooms in school. There are 30 classrooms in the school, yes. Her teacher I spoke in the Bradley and sociable, right? Yes. The teacher is very happy in helping the children. You okay? Yeah. They are in a very good teacher. They are very good teachers. How about for women? They are really good teachers. Okay, they are really good teachers, yes. They are in a good grade in the school. At school, okay. She had good grade at school. Okay, yeah, good. That's all. All right, yeah, so we base on this sample. It's easy then. All right, so that's it, done school. And now, who next? This man was talking about time school. And then, now, ooh. Huh? Yes, okay, great. Yeah, okay, see, yeah. She went to. Lapong High School. When she was 15 years old. It is located in Bindai District. Okay. Small. Okay, this was small. It was small. Maybe it was big or small. Okay, with 200 students. There are five classrooms. Five classrooms, yes. They convey us most knowledge. She or her. Yeah. Alright. Yeah. They convey her much knowledge. That's all. All right. Yep. Yeah. My partner is Wing. She went to Huaqingguang High School in Fuhua when she was 15 years old. Okay. It's a big school with over 800 students. With about 10 classrooms and the whole school, the teachers are very strict, but sometimes they are very friendly. Yes, and she had a lot of from the point in memory when she studied there. When she was there. Miss Walsh. That's it. Keep going. I do not. Keep going. I do not. Or when she was at that school. You know, another school in Wattler when she was there. Yeah, she had a lot of fun. She had great fun
memory when she was a passenger. Yes, all right, so Miss Nga, Nga and Miss Dream. Me. Me, okay, yeah. This is yes. She went to Wenjiu High School. It's in it is located Burjian City. All right. She went to high school when she 15 years old. The Wenjiu school is what is big school. Yes. It has 13 classrooms. 13 classrooms. 13 or 30? 13. 30. 13. Yes. Wow, yes. It's big school. Yes. So, yes. Wenjiu High School has a lot of good teachers. Yes. And they it has computer room. Computer room. Yes. And it's very fun. It's a lab with a lab room. Lab room. Lab room from TV, the lab room. Yes. She really liked it very much. Okay, yes. Her teacher taught the story. The history teacher. Yes. Yes. The head teacher taught her. Okay. So the head teacher taught her. Cô giáo chủ nhiệm là đã dạy cho bà cô bạn thì cái môn lịch sử. Yes. So the head và So the head teacher taught her history. That's cool. Respected her. That's all. Okay. Yeah, so we need to do big school, 30 classroom, and the head teacher taught her history. I remember something like that. All right, at least, you know, we're trying to say something that people can understand. But now. All right, Dean, how about your talk now? My partner is Nga. Yeah, just Nga. She went to Hà Lan High School in Bình Thuận, It didn't have. Bởi vì sau khi đó là cái từ mình tìm cái dùng chữ cái động từ nó nguyên y mỏ rồi. So it didn't have, chứ không phải have. Right, yeah, didn't have the lab room. Okay. The teachers were very good. Yes. Especially she like in the teacher as because she talked very intelligently. Okay, because she talked how do you say? Bởi vì cô ta dạy rất là này rất tư là biết nó mới right. Nếu mà nói là she taught, phải taught cái môn gì? Yeah, she taught English. Very interestingly. Và cô giáo đó dạy tiếng Anh rất là thú vị. Còn mình nói
she talked very interestingly. Thật là không có thân nữ, không đúng, cứ đọc được chị. Yes, so. Còn nếu cô giáo dạy rất là thú vị, vậy thì mình nói như thế nào để mà ra được cái hướng cô giáo dạy thú vị. Ví dụ như đó là cô giáo dạy môn gì đó và cái cách của bà ta dạy thì là thú vị. The way of teaching, her way of teaching was very interesting. Cái cách dạy, chứ bạn nói cô giáo dạy thú vị tiếng Việt cũng được. Ok, so đó là những cái mà mình nói chuyện. Nào, những cái bài bạn nói xong thì thầy sẽ có một cái để các bạn sẽ dùng mobile phone của mình thu cả cái video đó điện luôn, thầy sẽ nhìn nghe các bạn bằng cái này thì thầy sẽ không, tại vì cái kia các bạn mình làm không bộ thu dùng dùng cái này các bạn. So, thầy sẽ lấy cái này đưa lên một cái trang web của mình, chỉ cần thu vào gửi cho các bạn, các bạn cô bạn đó sẽ tự động chỉnh sửa thật là thu liền. Ok, thì cái hình thức là như thế này nhá. Khi mà các bạn vô cái trang web ha, các bạn vô trang web bạn sẽ thấy một cái giống như thế này. Ok, ví dụ như trang web bạn sẽ thấy cái hình như thế này. Bạn sẽ click vô hả? Và bắt đầu thu hình, ví dụ nó tự động vô cái chọn, như là kích hoạt cái ô video trên điện thoại của mình hơn để sẽ làm việc thôi. Đang dùng cái camera trên cái điện thoại của thầy chứ không phải dùng cái đó. Nếu cái đó thì cứ tùy mà tiền hết chứ mà là tiền hết. Thì mình kích hoạt lên là nó giống như cái trang, nó chỉ có thầy thôi, bạn vui không? Tự động nó cứ đưa vô. Thì chỉ có thầy cầu biết là không phải là bắt lại mà một tài khoản private của thầy. Thì các bạn thu xong nó sẽ hiện lên đây của thầy để xem. Các bạn nhé. Test thử mấy cái phần mà lúc ngồi đó, khi bạn thu xong nó sẽ hiển thị thì sẽ xem được ha, đừng có bật lên để xem. Và nếu bạn muốn xem thì thầy sẽ đặt trên YouTube cho bạn xem. Còn thôi thì inbox nhé ha. Lúc em nói xài sao xóa? Hả? À, mình chỉ restart lại tự động nó xóa, không có gì hết. Chắc chắn nó mà. Dạ. Tức là khi mà bạn không có bạn thu xong các bạn, bạn thu xong ví dụ. Bạn xem lại là ok thì đã có mấy lần đó, còn nếu không thì không đó. Mọi lúc xem bé còn cười nó tiếp kiểu nó nhìn nó cười gì. Alright, so thì mình sẽ gửi cho các bạn cái này, các bạn chỉ cần vô trang web nó là ok. So đó là mình sẽ gửi vào Facebook những cái trang của mình, các bạn sẽ là thu lại thì từ đấy đến thứ ba thứ năm gì đó các bạn làm. Tại vì tối nay mình sẽ hoàn tất cái này cho các bạn. Rồi cho rồi các bạn sẽ cùng làm xong rồi thì mình kiểm tra lại xem có gì không ai này mà lúc nãy mình nói trên lớp mình rất coi cái này, nhưng mà khi nó kia rõ cũng kia để sửa gì hơn. Dạ thì khi nói trong vòng có chưa đầy phút đó, thì đầu tiên chúng ta ở đây. So this is time, lúc nãy mình nói this is time she went to this when she was 15 the school. It is located here, Chilan District, so look, big school, thực tế, những cái đó mà. Chủ yếu là khi thu lên đâu là phát âm, chứ không phải là nhìn có ai đẹp xấu. Rồi là phát âm, cho nên là bạn có thể nhìn thẳng camera để mình xem cái miệng phát âm này, cái chỉnh sửa, luôn cả cái voice của mình đồng thời với cái vị trí hô lưỡi mà luôn cho mình làm kia chứ. Nên là phải với hoàn toàn có xe cho anh thấy cả, chỉ có thể cho mình xem thôi. Bây giờ tập tự sướng đi. Không phải, không phải. Không phải. Yes, để điện thoại xuống bàn thôi, nhìn như đó. Thầy chỉ nghe em không bật lát. Vậy nếu có lát thì tôi bật lát cũng được, bật không điện thoại cũng được. Các bạn vô là chế độ nào tự động nó chuyển đổi qua. Ok, so that's it. We'll